dark falling deeper. Cold on ice that never shake. Thu bắt đầu thì cũng là lúc mà trời chuyển xuân. Xung quanh nhà mình thì những cây hoa anh đào đã bắt đầu nở nè, và những loại hoa khác thì cũng nở rất là nhiều. Thời tiết thì trở nên ấm áp, hoa thì đua nhau nở khắp nơi. Mình cảm thấy như là kiểu cuộc sống này trở nên tràn đầy sức sống, và mình cũng có nhiều tinh thần để học hơn. Sau khi học xong thì bọn mình hẹn nhau đi cà phê. Đây là quán trà sữa Misue. Mình thấy ở Việt Nam rất là nổi tiếng, thế nhưng ở Nhật Bản thì không có. Và đây là quán đầu tiên ở Kobe. Mình muốn tới thử xem đồ uống nó như thế nào. Sakura season nhưng mà bị chanh. Là sao mà? Và cho bữa tối thì bọn mình đã đi ăn một quán Kobe Wagyu. こちらのネギタンは片面焼きでもお食べいただけます。こちらの仙台牛タンは焼きすぎると硬くなってしまうのでレア目をお勧めしております。こちらの和牛ステーキは盛り合わせ限定となっております。何かご不明な点はございますか？ Bọn mình đi ăn sau gần 2 tháng không gặp nhau. Mỗi đứa thì đều về Việt Nam, thế nhưng mà cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau đi chơi. Vậy nên là trước khi vào năm học mới thì bọn mình đã cùng đi ăn một bữa. Cái này là gì ta? Tiramisu. Biết có mang từ Việt Nam đồ ăn xa. Mình về Việt Nam thế nhưng mà mình không có mang nhiều đồ qua ấy. Thế nên là Biết đã mua đồ qua cho mình. Mình để quên kính ở nhà, thế nên là Biết có mang kính qua cho mình. 300 tương ớt vi phong. Bởi vì là ở bên Nhật chỉ bán tương ớt Chinsu thôi, không bán tương ớt này. Tương ớt này không bán ở Nhật, mà mình chỉ có ăn tương ớt này thôi. Mình có một lọ mình đã ăn dở này. Thế nên là Bích đã mua ba chai này cho mình. Mình đã nhờ Bích mua cho mình cái này. Cái này là bánh tai heo. Cái như là cái bánh này nó khác với bánh bình thường, là cái bánh này nó có tẩm gia vị ấy. Thế là ăn nó sẽ rất là đậm vị. Ta-da! Ngày hôm sau thì mình đã đi đến thành Osakazo để ngắm hoa anh đào. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm khi mà mình đến Nhật, mình thật sự đi Hanami mọi người ạ. I stand by you when you're falling. When the river is calling. Said I love you forever. We can make it together. What goes
friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch of your sweet desire. Watching the fire, we'll be safe from the devil's choir. Stand by you when you're falling, when the river is calling. Said I love you forever, we can make it together. Mình đã đi Hanami là đi ngắm hoa anh đào và đã thực sự hiểu vì sao nó lại trở thành một nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Người Nhật đi Hanami rất nhiều, mọi người sẽ ngồi ở dưới tán cây và mang đồ ăn đến nè, rồi cùng nhau ăn nè, uống rượu nè và ngắm cây hoa anh đào. Thật sự đây là một trải nghiệm thú vị mà mình đã không biết, và mình nghĩ rằng là mình sẽ đi Hanami mỗi năm từ năm sau. Lên trường, sau đó thì vào những cái lớp học để xem là cái lớp học đấy nó có phù hợp để mình lấy hay không. Ok, let's go. Summer is ended, the leaves are turning brown. Bây giờ mình cho hết tiết ba nha, mình vào lớp rồi. Tối đó thì mình đã đi xem Expo World Tour in Cinema. Thế nhưng bây giờ là 12 giờ rồi và mình cần đi vào sáng ngày mai. Thế nhưng mình vẫn chưa nhuộm tóc. Mình cũng đã mua luôn thuốc nhuộm tóc rồi. Mình sẽ cho mọi người xem mình nhuộm tóc bằng thuốc gì. Ôi nó bị bẹp luôn rồi. Cô đây. Đây 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 đây. Party. Party. Mình sẽ nhuộm màu mình nhìn thì thấy là nó có màu đen. Thế nhưng ở đây nó ghi là Hitamuki Blue. Chắc là nó sẽ là màu xanh hay sao ấy. Nó ghi là Akaru thì nó sẽ ra màu đấy, nhưng mà nhìn nó như màu đen. Nhìn nó như màu đen, thế là mình nghĩ là ngày mai thì nó sẽ là màu đen. Và mong là nó sẽ là màu đen. Thank you.
Hỏi. Mình đang ăn salad. Thế hôm nay là ngày phỏng vấn học bổng, thế nên là mình sẽ ăn, sau đó thì tí nữa đi phỏng vấn. Mình đã nhuộm lại tóc rồi nè. Mọi người rõ nhìn thấy nó màu xanh không? Nó là kiểu nó màu xanh đen đó. Vừa ăn vừa đọc quyển sách này. Quyển sách này là kiểu như là nó sẽ có những cái câu hỏi như thế này, xong rồi nó sẽ dạy mình cách trả lời ở trong đấy. Let's go. Mình đã về rồi đây. Mình nghĩ là mình làm tốt rồi. Kệ thôi. Ý là mình đã cố gắng hết sức rồi ấy. Bây giờ thì mình sẽ chỉ đợi kết quả thôi. Kết quả ra sao thì không biết. Thế nhưng mà mình đã làm hết sức rồi. Bây giờ thì là 11 giờ. Mình sẽ ở nhà đến ngày đến lúc 12 giờ. Sau đó thì mình sẽ lên trường, bởi vì mình có tiết 3 và tiết 4. Thế nên là mình phải lên trường học. Ok. Không sao đâu. Nên uống gì đây nhỉ? Cà phê, trà sữa hay là cà phê muối? Cà phê muối ta. Hôm qua mình không ngủ mấy. Mình đi ngủ lúc mơ 3-4 giờ sáng gì đấy. Thế nên là kiểu bây giờ mà đi học mà nếu mà mình không uống cà phê thì mình nghĩ là mình sẽ ngủ trong lớp mất. Packaging đẹp ha. Mình sẽ đi học đây. Outfit of the day. Life. And 30 years from now, I'll be running my own business and contribute to my country's development. Nano thêm chỗ.